Mèo bánh xèo xin chào các bạn, đã quay trở lại đất nước của các bộ phim heo, à không là những bộ phim hentai, ôi ôi tôi lại nhầm nữa rồi các bạn, là những bộ phim anime cực kỳ nổi tiếng đó là Nhật Bản. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan không phải các bộ phim, mà là một quy trình làm thịt cá voi khổng lồ trị giá hàng triệu đô la và những món ăn cực kỳ đắt đỏ của giới siêu giàu. Theo mình được biết thì việc ăn thịt cá voi là việc được xem như là truyền thống có từ lâu đời của người Nhật Bản, cũng như công việc đánh bắt các loài hải sản ở đại dương. Con tàu này vừa ra khơi và trở về mang theo một thu hoạch cực lớn khổng lồ, đó là chú cá voi số nhỏ này. Nhìn xem một con cá voi siêu khủng chà bá như này thì chắc cũng phải nặng đến vài tấn đúng không các bạn? To lớn như vậy nên chỉ có thể dùng máy móc kéo em nó lên thôi, chứ ai mà bế cho nổi. Con cá sau khi được đưa lên bờ sẽ được các anh công nhân dùng vòi nước áp suất tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ đi các chất bẩn bám trên da. Sau đó nó sẽ được đưa đến quy trình sơ chế. Người đàn ông này vừa cân đo con cá, kết quả là họ cho biết con cá này là con cá đực dài 9,5 m và nặng xương xương khoảng hơn 4 tấn mà thôi. Sau khi hoàn tất cân đo các thứ, họ sẽ lao vào tranh thủ để phi lê con cá ra thật nhanh. Vì phải làm thật nhanh thì thịt cá mới đạt chất lượng bán có giá cao, nên chỉ có một con cá mà cả binh đoàn đều phải cùng nhau làm. Người thì cắt những cái vây bên hông, người thì lại cắt đuôi con cá. Sự phối hợp của các anh công nhân thật sự là đỉnh của chóp. Nhìn là mình biết chắc các anh cũng đã mần thịt hàng trăm nghìn con cá voi như vậy rồi. Cơ mà để lấy được phần thịt của cá thì trước hết là phải tách ra lớp da nhiều mỡ bên ngoài của nó ra. Chính vì thế mà người đàn ông này đang xẻ để lột lấy lớp da bên ngoài của con cá đấy các bạn. Phần da ngoài này thường có lớp mỡ rất dày, mà mỡ của cá voi cũng là thứ nguyên liệu cực hiếm, nên cũng sẽ không được lãng phí chút nào đâu các bạn. Thấy không, chỉ dăm ba đường quyền bằng cây đao dài ngoằn cực bén, các anh cột dây và cắt, rồi kéo lớp da ra từ từ. Mặc dù là giá trị thịt của cá voi rất cao, được rất nhiều người thưởng thức, thế nhưng cũng có rất nhiều người yêu mến động vật đã lên án bảo vệ loài cá voi này. Trên thế giới không chỉ có Nhật Bản là thích ăn thịt cá voi, mà còn có rất nhiều nước khác nữa đấy các bạn à. Nhưng mà đa phần là đều đã cải tổ quy tiên, à nhầm là cải tà quy chính, nên họ chuyển qua bảo kê cho loài cá voi hết rồi. Riêng chỉ có đất nước của những bộ phim con heo là vẫn u mê không lối thoát với món ăn xa xỉ này. Bây giờ các bạn xem đi, chỉ sau vài phút lớp da con cá đã bị bay màu, để lại phần thịt đỏ đậm bên trong. Lúc này con cá sẽ được tiếp tục phi lê để lấy đi những phần thịt đó. Tôi phải công nhận mấy anh công nhân này mần cá đơn giản quá các bạn nhỉ. Quay qua quay lại một lúc là con cá chà bá cũng đã bị các anh chia 5 x 7, cắt dọc cắt ngang thành từng mảng thịt siêu to khổng lồ. Sau một hồi thì con cá 4 tấn giờ đây chỉ còn bộ xương, những phần da lớp mỡ bên ngoài của con cá cũng được chia thành từng mảng nhỏ, chắc là để thuận tiện cho việc buôn bán đây mà. Còn phần thịt cá giá trị triệu đô cũng được một bộ phận các anh công nhân phi lê cắt khúc thành từng tảng nhỏ phân loại để mang đi bán cho các nhà hàng đắt đỏ của giới nhà giàu. Để biết được thịt cá voi là món gì ngon thì Mèo và các bạn cùng theo anh Tây Thánh Ăn để tìm hiểu về những miếng thịt đen quý phái này nhé. Đầu tiên Thánh Ăn của chúng ta đã vượt đại dương để mang đến cho các bạn một món ăn vô cùng độc đáo mang tên mỹ vị sashimi cá voi. Muốn ăn được món ăn độc lạ Bình Dương này, trước tiên chúng ta phải ra bến xe miền Đông, rồi bắt xe đi Hồng Kông, à nhầm bắt xe đi đến sân bay, bay ra nước ngoài các bạn nhé. Món ăn độc lạ này đã có tuổi đời hàng trăm năm trước, từ lúc các cụ của Thánh Ăn đến đây khai hoang lập nghiệp. Do khí hậu vùng này đặc biệt lạnh teo cả buji, nên chẳng có mấy con cá sống nổi, vì thế thức ăn duy nhất mà các cụ tìm được chính là mấy em cá voi mà thôi. Ngoài việc săn cá voi để lấp đầy cái dạ dày, thì các cụ còn xem đây là trò chứng tỏ độ lì đòn của các thanh niên trai tráng thời đó. Nghe Thánh Ăn muốn đến đây để thử món ăn độc lạ Bắc Đại Tây Dương này, ông bác của Thánh Ăn đã nhiệt tình dắt cho anh đi thưởng thức. Do bị săn bắt quá mức nên cá voi vùng này cũng chả còn mấy con, nên giờ đây giá cả vô cùng đắt đỏ, vì kinh tế gia đình cũng khó khăn, thế nên ông bác chỉ có thể dắt báo thủ đi ăn cá tuyết thay thế. Nhưng thịt cá tuyết cũng đắt vãi cả linh hồn, chứ không hề rẻ như mấy con cá lóc ở Đông Lào đâu. Cá tuyết sau khi được ngư dân đánh bắt lên bờ sẽ được đưa về nhà máy xử lý nội tạng và tiến hành ướp muối bảo quản. Mấy con cá này sở dĩ được gọi là cá tuyết bởi vì thịt nó trắng như tuyết và nó cũng chỉ sống được những chỗ có băng tuyết quanh năm. Ông bác râu rậm hôm nay sẽ chiêu đãi báo thủ một món súp truyền thống được kết hợp từ cá tuyết và cá hồi nổi tiếng của vùng này. Nhìn báo thủ ăn ngon thế này, có bạn nào thèm chảy nước miếng giống tôi không nhỉ? Ngoài súp, ông bác còn bonus thêm cho báo thủ món khoai tây nghiền trộn cá tuyết, khiến báo thủ ăn mà ngất ngây con gà tây. Nhưng với mục đích ban đầu là đến đây để ăn sashimi cá voi, báo thủ sao có thể chỉ ăn cá tiết không được. Báo ông bác mình không được, anh báo thủ Thánh Ăn liền chuyển qua báo bạn của ông bác mình. Thương thằng cháu báo lặng lội xa xôi đến đây ăn trực, nên ông bác quyết định dắt cháu cùng đi đến nhà bạn ăn ké cho đỡ tiền luôn. Hai ông cháu này đỉnh thật đấy, cao thủ không bằng tranh thủ thật mặc. Cơ mà báo thủ đến cũng thật đúng lúc, bà bác đang chuẩn bị làm món sashimi cá voi. Số báo thủ hôm nay đúng thật là may mắn. Không biết trước khi đi ăn trực, ông anh có thắp nhang không? Mặc dù thịt cá voi rất đắt, thế nhưng bà bác vẫn vui vẻ chế biến món ăn cho báo thủ dùng. Cách làm sashimi thì cũng đơn giản thôi các bạn, chỉ cần đi vài đường quyền cắt thịt ra là xong. Ngoài sashimi cá voi, bà bác còn hào phóng cho báo thủ thưởng thức thịt cá voi khô, trông không khác gì cục than các bạn nhỉ.
Vừa mới thử một miếng sashimi, Thánh Ăn đã bị hương vị tươi mát của nó chinh phục, không uổng công báo thủ đã cất công đến đây báo ông bác mình mà. Ngoài ra báo thủ còn được bà bác cho thưởng thức một món ăn độc nhất vô nhị mà bác vừa mới sáng chế ra. Không biết ăn ngon không, chứ tôi nhìn cũng thấy hơi rén rồi đấy các bạn à. Đầu tiên gan cá voi sẽ được rửa sạch ướp muối và đem đi luộc, làm tương tự với thịt cá voi và khoai tây. Bà bác bảo ăn như vậy mới giữ được độ tươi ngon của nó, nhìn cũng không khác gì món luộc của Việt Nam, làm tôi trông đợi nãy giờ. Anh báo thưởng thức lần lượt 3 món ăn, và theo như anh cảm nhận, thì nó béo hơn những loại thông thường, chứ cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Bạn nào xem đến đây mà ngay giờ cơm, thì cũng đừng trách tôi nhé các bạn. Thấy anh chàng chê món ăn của mình không bằng món cá tiết lúc sáng, nên bà bác lại quyết định sáng chế thêm một món sốt thịt cá voi áp chảo, để cho anh chàng Thánh Ăn được mở mang tầm mắt. Lần này anh mà còn dám chê, thì tôi không đảm bảo anh có thể ra khỏi nhà yên ổn được. Eo ôi, nhìn thấy ông anh ăn, mà hai cái hàm tiền đạo của mình nó cũng lạ lắm các bạn. Giờ đây các bạn đã cùng mình khám phá đầy đủ về món ăn từ thịt cá voi rồi nhé. Thôi chúc các bạn vui vẻ, mình phải đi nấu cơm cho mẹ mình rồi. Bye bye, mãi yêu các bạn. Video review giải trí của mèo hôm nay đến đây đã hết. Mèo Bánh Xèo xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.